Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa Thầy, là có ý kiến cho là khi mà ba nghiệp thân khẩu ý mà không thanh tịnh thì sẽ không thể nhập vào thiền định được. Thì như vậy có phải là tất cả những việc chúng ta làm, tất cả những gì chúng ta nói và tất cả những cái thứ mà chúng ta suy nghĩ trong từng phút giây hàng ngày đều ảnh hưởng tới cái việc chúng ta ngồi thiền có tốt hay không? Chứ không phải chỉ là ngay cái thời điểm chúng ta ngồi thiền phải như vậy không thầy? Xà thú, cảm ơn câu hỏi. Đúng rồi các con. Thiền không phải là ngồi, nhưng mà dĩ nhiên không ngồi khó mà có thiền. Ngồi nó giúp cho mình tỉnh thức trong cái lúc sinh hoạt, và tỉnh thức trong lúc sinh hoạt nó giúp cho mình ngồi. Hai cái này nó hỗ trợ nhân quả cho nhau. Mỗi ý niệm của mình sinh diệt, mỗi ngôn ngữ mình nói ra, mỗi hành động mình làm đều tác động vào cái lúc mà mình ngồi kia hết. Cái thân mình thay đổi liên tục, nhưng cái tâm mình chỉ giữ một cái tâm là phút giây này thôi. Thì khi mình đi cũng có tâm đó, mình ngồi cũng có tâm đó, thì an lành chứ không có gì hết. Nhưng tại sao mình ngồi xuống mà nó cứ không chịu nói? Bởi vì cái tâm mình hằng ngày là như qua tay mắt mũi lưỡi Cái căn của mình để nó phóng năng lượng ra bên ngoài. Mắt thì lúc nào cũng có cái gì đó, tai thì phải có đối tượng cho nó ăn hoài gì đó, liên tục như thế, cho nên cái tâm nó luôn phóng ra bên ngoài. Chừng mình về đây, cái tâm của mình và cái sắc pháp, cái đối tượng của cái tâm mình nó bắt đầu hạn chế lại, là cái tâm rút bay nhảy cái trong cái sinh hoạt đời sống hàng ngày nó không có cơ hội nữa, và cái thân nó đã hạn chế lại rồi, cho nên nó bắt đầu cảm thấy bị gò ép, nó bị nhốt tù cho nên như thế này. Vậy bây giờ không phải mình đi giải quyết cái vấn đề là thầy ơi làm sao con ngồi cho nó hết buồn ngủ. Câu hỏi đúng là thầy ơi tại sao con buồn ngủ trong lúc ngồi? Giải quyết kết quả là không có được. Nó là cái phản ứng tất yếu của cái thân mình không chăm sóc đúng mức, hoặc là mình có vấn đề căng thẳng về thần kinh thì nó phản ứng buồn ngủ là bình thường. Đó là dấu hiệu để cho mình biết rằng nó lên tiếng khi mà mình đã không quan tâm và chăm sóc và yêu thương nó đúng mức. Chứ nếu như mà nó không buồn ngủ luôn là một ngày nào đó mình sẽ biết trời ơi phải giải quyết vấn đề này đấy. Cho nên đời sống hàng ngày của mình ở trong chánh niệm, đi đứng nằm ngồi chà răng súc miệng ăn cơm nhìn ngó xem ngắm cử động qua lại mọi cái thứ màu sáng mình tụng trong bài kinh tứ niệm xứ đó, đi vệ sinh cũng phải biết nữa, quay qua ngó lại đều biết hết. Thì cái tâm biết đó chính là cái tâm Vipassana. Thực tập thiền là ngay trong đời sống hàng ngày, cho nên khi mình ngồi xuống thì cũng cái tâm mình biết cái hơi thở ra vào thôi, không có khó khăn. Hay khó khăn trong lúc ngồi thiền là lúc mình nên biết rằng mình đã vọng tâm quá nhiều trong lúc mình sinh hoạt, thì mình tỉnh thức lại, đi đứng nói năng cử động lại một cách có chánh niệm, có mặt nhiều hơn một chút. Mình làm như vậy liên tục thôi. Đức Phật nói là chân thành mà tu tập một ngày cho đến 7 ngày là chứng sơ quả rồi mà. Mà mình chưa có chứng gì hết. Mình không phải tu để chứng, để biết, để tìm, để nhập, để đạt cái gì. Nhưng mà dĩ nhiên mình cũng phải cảm nhận được ít nhiều sự chuyển hóa gì đó, rằng mình làm chủ cơn sân nhiều, nhanh hơn một chút. Mình ít có cảm xúc trôi lên trục xuống một chút. Mình ít có cái nhu cầu tìm thức ăn bên ngoài một chút. Mình ít có cái nhu cầu phản ứng với những cái mê mờ vụng dại của người thương mình xung quanh một chút. Mình cảm thấy mình có những khoảng trống hơn một chút. Ngày xưa cứ ngồi rảnh là suy nghĩ, bây giờ ngồi rảnh là bắt đầu nhìn vào và cho phép mình làm một cái phút giây này trong một chiếc lá, để cái sự có mặt của mình nằm ngủ trên một chiếc lá. Mình làm một cái một chiếc lá, mình cảm thấy nhẹ nhàng và thư thả với cái không gian xung quanh, chứ không phải nhìn cảnh mà quay về quá khứ, nhìn người mà đắm chìm trong đau khổ. Bây giờ mình không chuyện đó nữa, sống ở đây và bây giờ. Bấy nhiêu thôi là mình đủ biết rằng tu tập mình đã có lợi, đã đi lên, đã tiến triển, là mình đã hạnh phúc rồi. Cứ như vậy mà mình đi. Và đời sống hàng ngày với người thân, với người thương của mình đó, nó giúp cho mình biết rằng mình tỉnh thức bao nhiêu. Muốn thử độ tỉnh thức của mình không? Vậy sống với mẹ, với cha, với ông, với bà, những người mà mình chỉ còn lại những khuôn khổ phản ứng thôi, thì họ nói ra tôi biết rồi mà mình có nói hoài. Đó là một phản ứng. Mình tỉnh thức mình không có nói như vậy. Mình nói như vậy là một thói quen. Mình biết rồi mà là khi đó mình không biết gì hết. Tôi thấy rồi mà tức là mắt mình đã mù. Tôi nghe rồi mà tức là tai mình đã điếc.
Bởi vì mình đang chất chồng kinh nghiệm quá khứ trong đầu mình về họ, và mình biết là mình biết qua cái thông tin trong đầu của mình chứ bên ngoài cái thực tại khác quá à. Rồi,